Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 4/3/2021, năm Thu quay trở lại là vườn kiển Văn Bình, tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương, để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip không tham gia mua bán, mà liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số điện thoại là 0915973499. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta bước vào bên trong để được anh Bình chào giá một số mà cái tác phẩm của mình các bạn ha. Vâng, xin mời các bạn. Rồi, chào Bình. Dạ, em chào anh Tâm, em chào cô bác anh chị trên khắp mọi miền yêu cây kiển. Qua một thời gian nhà vườn nghỉ chắc có 2 tháng anh ha. 2 tháng rồi, lâu ghê quá sức thường. Hôm nay nhà vườn lại tiếp tục cũng là báo giá tới cô bác anh chị chúng ta một số chủng loại cây. Mong cô bác anh chị chúng ta nhiệt tình ủng hộ. Và qua đây thì cũng hôm nay thì cũng là bắt đầu cho nhà vườn cũng bắt đầu cho một năm mới. Vậy nhà vườn cũng xin kính chúc sức khỏe cô bác anh chị trên khắp mọi miền chúng ta có thật nhiều sức khỏe. Chúc một năm mới năm nay là chúng ta đẩy lùi được Covid, để bà con chúng ta làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Xin kính chúc cô bác anh chị chúng ta vậy nha. Rồi. Và sau đây nhà vườn xin báo một số chủng loại cây. Rồi, trước khi chào những sản phẩm nào, anh nhắc là cách thức kinh doanh của nhà vườn mình đi bạn ơi. Dạ, cách thức kinh doanh của nhà thì cũng không có gì thay đổi anh. Thì em quay lên cây thì bao gồm cả chậu và bao gồm cả tiền ship rồi anh nhé. Cả tiền phí ship luôn rồi, tức là bao ship luôn rồi. Thì cũng như mọi khi thôi. Thì cái địa chỉ của em là ở số 96 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và cách thức cọc tiền thì cô bác ở xa thì cọc cho em trước một ít lòng tin thôi. Còn cô bác ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Bình Dương và thành phố Biên Hòa thì cũng không cần phải cọc chứ. Cứ đặt chốt cây xong rồi em đem tới rồi để thu tiền về luôn. Rồi, ok. Không mất thời gian cô bác anh chị. Chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Em số 1, em đầu tiên, tục. Em đầu tiên là em số 1 là một cây tùng. Tùng giang ba. Dạ. Để em đo thông số. Chiều cao là 68. Cái tàn bay của nó là 107. Vành của cái thân như chỗ này là 21. Rõ chứ. Anh đẹp không? Rất là rõ luôn. Ánh sáng đủ không? Ánh sáng thì hiện tại thì nhìn thấy ok đó. Lên trên TV thì chưa biết. Dạ, cái tùng số 1 này được báo giá là 5 triệu anh ơi. 5 triệu, cái số 1 của trời giá. Dạ, bao gồm cả phí ship cả chậu luôn hết luôn nha. Rồi, 5 triệu. Rồi, ok, xin mời em khác. Nặng lắm. Nặng quá không? Rồi, cái số 2 là cây me. Số 2 là một cây me. Me. Cây này để thằng lạc lượng này bấm. Này không bật cắt luôn. Cao là 50. Tán động là 60. Vành đế ở dưới này là 60. Vành thân ở trên chỗ này là 17. Cái me số 2 được chào giá là 3.3 triệu. 3.3 triệu. Giá đã có ship đúng không? Dạ. Rồi, tiếp tục cái số 3. Cái sam. Số 3 là cái sam trái anh ơi. Sam trái, được trồng vô cái nó đang còn trái ở trên cây rất nhiều. Trồng vô cái bình hữu cơ. Trái.
tác phẩm số 3. Này bè trẻ đúng. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao của nó từ mình trở lên là 20. Tàng độ xuống là 57. Vành của cái thân trên chỗ này là 17. Cái sang trái số 3 được chào giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu. Rồi, xin mời em khác. Hồng Ngọc Mai số 4. Số 4 là một cây Hồng Ngọc Mai. Cái này để quái không? Cây quái cây số 4 Hồng Ngọc Mai. Chưa biết cho ôm cái gì đây ha. Đế nằm sẵn, rễ sẵn mà chưa biết ôm cái gì. Không có ôm cái gì hết. À, chơi chuỗi vậy hả? Chơi chuỗi. À. Không có ôm đá ôm gì hết. À. Không có ôm gì hết. Chiều cao là 29. Hồng Ngọc Mai. Tán động là 36. Hoành ở cái cụm này chả phải đòn. Hồng Ngọc Mai số 4 đúng không? Chào giá là 900.000. 900.000 à, Hồng Ngọc Mai. Rồi tiếp tục xin mời em số 5. Số 5 là một cây xanh trắng lên đây. Cây linh sam hả? Sam trắng. Sam trắng, sam núi rồi sam trắng. Sao nghe cái tên đại lạ? Cái này nó có chút lúa này, lúa mà lúa thép này, nó cứng lắm anh ạ. À, là cái giống này giống sam trắng hả? Dạ. Giờ nó có bông không? Nó có bông trắng. Bông trắng hả? Dạ. Anh nhớ cái sam núi mình cũng bông màu trắng mà hả? Cái cây này là cây sam trắng, chứ à. Cái sam núi của mình nó này không phải bông màu trắng. À, vậy hả? Ngộ ha? Ông Bình không có nhiều cây lạ. Chiều cao là 46. Tán rộng cũng 46. Quần thân ở chỗ này là đi 16. Cây xanh trắng này được chào giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu. Rồi cây này cây gì? Tác phẩm xăm trái anh ơi. Xăm trái. Xăm trái. Chiều cao là 47. Chiều dài của cái tàn chỗ này là 20. Thân ở chỗ này là 8. Xăm trái nè. Nghệ thuật cơ. Rồi. Xăm trái được chào giá là 1.7 triệu. 1.7 triệu. Em số 5. Vâng, xin mời số 6. Một cái sạc bông già phú đế em. Sầm bông. Thế đẹp. Chiều cao là 59. Chiều dài của tàng là 50. Quần thân nhân chỗ này là 12. Sắp bông được chào giá là 1.9 triệu. 1.9 triệu. Rồi, xin mời em số 7. Số 7, à, Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy, lá nhỏ. Cây này mà nó già lắm anh. Già bắt được. Thơm quá ha. Bông, tôi ra được. Bông thơm, à, nó thường chậu à. Nó thường chậu rồi, tôi ra đây chơi được. Chiều cao là 50.
tán đồng là 40. Quanh của cái cổ đấy cho này là 17. Nay chú Thủy chào giá là 500.000. 500.000. Tất cả các cây em báo giá là bao gồm cả phí ship rồi anh nhé. Giá đã có ship nha các bạn. Cả chậu cả phí ship. Rồi xin mời em số 8. Số 8 cũng là bọn em sang bông nè anh ơi. Cây này cũng rất là già, nghệ thuật. Chì cảnh nó lớn như ngón tay hết. Chiều cao là 58. Chiều rộng của tàng là 30. Quanh của thân ở trên chỗ này là 8. Sắp bông được chào giá là 1.700.000. 1.700.000. Cây này đẹp. Cây số 8, một giá 1.700.000. Các bạn quý ý đây, giá đã có ship và chuyển đi nguyên bộ luôn ha. Chuyển cả chồng cả ship rồi, báo như, đó là có cả rồi. Báo như thế nào thì chuyển như thế đấy. Rồi, à, tiếp tục xin mời em số 9. Số 9 là cây mai chú thủy các bạn. Cây mai chú thủy nữa. Số 9 là cây mai chú thủy. Chiều cao là 49. Tán rộng 43. Bệnh thân trên chỗ này là 12. Này cho giá 450. 450. Đây, nó cũng già lắm. Tôi cái loại này thời sáng đi chơi rồi. Số 10. Mà số 10 là cây gì đây? Sam trái. Cây đang rất nhiều trái. Mà cái cây này trái lớn lắm. Trái rất lớn. Lớn bằng trái ổi không? Không. Tưởng lớn bằng trái ổi. Bằng cái mũ ổi thì có. Tưởng là lớn, tưởng lớn bằng trái ổi. Sam đâu, sam bằng trái ổi chứ. Thằng độc lạ bằng trái ổi. Số 10. Chiều cao 22. Tán đồng 40. Quanh đế là 43. Sam trái số mấy anh? Số 10. Sam trái số 10 được chào giá 2.800.000. 2.800.000. Rồi tiếp tục em số 11. 11 là cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế. Hàng rất là già, rất là thuần chậu anh. Hàng này để bàn chơi. Cái này Tết em cũng để bàn chơi đấy. Quế quế. Quế. Lá sáng bông chùm hả? Dạ, sáng bông chùm. Đấy rất là đẹp, mặt trước mặt sau. Đó. Chiều cao 47. Chiều dài của tàng là 46. Quanh ở trên cái cổ đế này á, quanh trên cổ đế này là 15. Cái người quế được chào giá là 1.600.000 anh. 1.600.000. Rồi tiếp tục xin mời em mang mã số 12. Cây gia nhập anh ơi. Gia nhập. Cây này thả nước. Đây trong chậu không có đất, chỉ nước. Chiều cao 40. Tán đồng 36. Còn một cái thân ở trên chỗ này là 8. Cái giá nhận được chào giá là 650. 650. Dạ, tất cả giá là đã bao ship rồi nha. Rồi, xin mời em mang số 13. 13 là cây
cây cẩm thị. Cẩm thị số 13. Chiều cao là 44. Tán rộng là 35. Vành ở cái cổ đế trong này là 26. Cái cẩm thị được chào giá là 550. 550. Cái số 14. Cái gì không anh? Quên rồi. Quên rồi. Lâu quá quên rồi. Cái lâu gì? Rồi. Quên rồi. Quên rồi, quên rồi. Không nhớ, không nhớ. Cái này Tết em cũng để bàn chơi đây. Cái gì? Cái chắc dây. Cái chắc à, chắc à, mấy cây. Chắc dây. Cây này nó thành phẩm rồi. Không còn dây nhỏ gì hết á. Nói là dây mà không có dây nhỏ gì hết. À, chắc dây mà không có dây. Số 14 chắc dây. Chiều cao là 40. Tầng rộng là 52. Vành đế của cả cái củ này là đi 70. Cái vành ở trên cái cổ, cổ trên chỗ này 28. Rồi, cái chất đây. Cái chất dây được chào giá là 3 triệu anh. Mặt số 14 được chào giá luôn, đẹp. 3 triệu. 3 triệu. Rồi, ok, anh mời em kế tiếp mặt số 15. 15 là cái sam. Một cái sam anh ơi. Không biết sam bông hay sam trái đây. Cái này là sam bông. À, nhìn chưa lỗi, chỉ giới chủ nó biết nó bông hay trái thôi. Cái này là sam bông anh. Trời ơi, chi xăm này chơi bạc chuỗi đi chơi chi xăm. Số 15. Đồ già cú đế cú đơn. Chiều cao là 34. Chiều dài của tàng là 35. Còn của cả cái bộ đế này là 57. Già lắm. Số 15 sam bông. Nó có chút lũa đây anh nhé. Mà lũa sẽ cứng lắm. Nó lâu năm lắm. Sam bông số 15 là chào giá là 3 triệu. 3 triệu. Rồi ok. Xin mời em số 16. Sáu là cây kim quýt. Kim quýt anh ơi, kim quýt Thái. Thái, à, kim quýt Thái. Thái lá nó nhỏ hơn ha, nhỏ hơn cái kiểu nào. Kim quýt Thái, đang nhiều trái lắm. Đang có trái quá trời. Số 16 là kim quýt. Kim quýt Thái Lan. Cao là 56. Cây này nó cũng già lắm. Vành ở chỗ cái cổ đế đây là 27. Tán động là 61. Cây này số 15 mà anh? Số 16. 16. Kim quýt số 16 được chào giá là 3 triệu. 3 triệu. Để đẹp lắm. Rồi, tới luôn có tài. Xin mời em số 17. Sam trái anh ơi. 17 là cái sam trái. Trồng vô cái chậu ống. Đang có trái trên cây luôn á. Cây này cũng hết dây hết rồi. Đang cũng không có còn dây nhỏ gì hết. Mang mà số 17. Chiều cao từ miệng chậu lên là 13.
chiều dài của cái tàng là 44. Quần nó vướng ở trong đây không đo được. Cái xăm trái số 17 được chào giá là 2 triệu anh. 2 triệu. Rồi, tiếp tục. Không còn nữa. Xin mời em số 18. Cái này mới là lạ. Số 18. Này mới lạ. Anh thấy cây này lạ không? Trái rồi. Trái giống trái bằng lăng đó hả? Đúng không? Trái nó chùm nho. Sao giống bằng lăng mà không? Không. Cái gì? Không phải bằng lăng. Trái giống trái bằng lăng chùm. Trái số 18. Em cái bể rất là đẹp. Cái này cái gì đây bạn ơi? Cây em mua là các bác cứ gọi là cây cò ke. Cây cò ke hả? Dạ. Cái này chắc cái hoài dùng vô phải không? Cây cò ke. Rất là dùng núi chung vô gì? Dùng núi. Cây cò ke thấy lạ ha. Cây này nó cũng gần như thành phẩm luôn rồi đó. Số 18 cây cò ke. Chiều cao là 46. Tàng là 62. Vòn của cả cụm là 50. Rồi, cái trái nó được lâu lắm anh ơi. Trái nó chín. Trái nó chín thì nó ra màu đen. Ăn được không? Ăn được. Chứ ăn không được làm gì dám chơi kiểu. Ăn có những trái ăn chết là không dám chơi hả? Cái này em ăn thử rồi, nó hơi nhức nhức. Số 18. Rồi, được chào giá. Được chào giá là 2 triệu anh ơi. 2 triệu. Cái cò ke này, được chào giá là 2 triệu. 2 giá triệu. Là bao gồm cả phí ship rồi nhé. Rồi, ok. Cái nhỏ đây hết đi đã này. Rồi, nhỏ đó. Rồi, xin mời em số 19. Số 19 là em Sam, bao nhiêu trái đây? Cái Sam bông anh ơi. Sắp bông của nhà toàn là những loại mẹ già cụ cả rồi. Số 19. Toàn là cái loại già lắm luôn á. Cái này mà nhặt chi dâm đi không khác cái gì cây nãy á. Nè. Cây già lắm luôn. Cây số 19. Sam bông hả? Bông mà nó già lắm. Sam bông. Ngoài đó là tôi bảo được bên hết các cái cây nhỏ trong đây. Ngoài đó để biết sau. Rồi, tiếp tục bắt có thông số. Có thông số. Chiều cao 30. Chiều dài của tàng là 41. Em đo quanh của một cái thân để nhìn. Quanh của một cái thân là 11. Sắp đông được chào giá là 2.6 triệu. 2.6 triệu. Rồi, xin mời em mang mã số 20. Cái xăm trái anh ơi. 20 là một cái xăm trái. Cái này thân lớn lắm rồi. Cái cây này được lít 6 phải rồi. Cái này đây. 20. Cái xăm trái. Ba còn trái trên cây đó. Chiều cao là 25. Chiều dài của tàng là 38. Quanh của cái thân này là 18. Xăm trái nha. Xăm trái bằng mã số 20. 20 à? Số 20 hả? 20. Xăm trái số 20 được chào giá là 3.5 triệu. 3.5 triệu. Rồi, ok. Xin mời em mang mã số 21. 21 là cái mã chú thủy. Cái mã chú thủy. Lá nhỏ. Mai chú thủy lá nhỏ. 21, mai chú thủy lá nhỏ. Chiều cao là 70. Chiều dài của tàng là 60. Phần thân nhân chỗ này là 18. Cái mai chú thủy được chào giá là
1.6 triệu. Các bạn lưu ý giá đã có ship. Đã có ship rồi. 1.6 triệu. Rồi, ok. Xin mời em kế tiếp. Em số 22 là em gì đây? 22 là một em Hải Châu. Hải Châu. Lắc lượng đẹp không anh? Được. Thế cũng ok luôn, đúng không? Ừ, lắc lượng mềm mại. Cũng ok luôn. Mềm mại. Số 22 Hải Châu. Chiều cao là 49. Tàng đồng là 45. Quanh của cái củ chỗ này là 26. Cái Hải Châu chỗ này Lâm được chào giá là 2.5 triệu. 2.5 triệu, số 22. Rồi, xin mời em kế tiếp. Wow. Số 23 là em gì đây? 23. Tôi lại nặng lắm, cây này lớn lắm. Ừ. Lớn cho cái chậu đó nè. Dạ. Rồi, số 23, cây sam hả? Cây sam trái đó nè. Sam trái. Đấy đâu mà cây lớn lắm rồi. Cái này có thể gọi là củ sam thôi. Sam số 23. Rất là già cây. Được đánh mâm ha, bung đều bốn phía ha. Từ mâm từ bung mâm. Bung đều bốn phía luôn. Từ mâm bung đều bốn phía luôn, nó sam trái. Sam trái. Rồi chúng ta báo cáo thông số đi nào. Chiều cao từ nền chậu lên là 62. À 52. Chiều dài của tàng là 82. Quanh của cái cổ đế chỗ này là 50. Quanh đế dưới là 98. Sam trái anh em. Rồi, cái sam trái được chào giá là mang mã số 23. Cái sam trái mang mã số 23 được chào giá là 15 triệu. 15 triệu. Rồi, vâng, tới vùng quốc tài, xin mời em khác. Cây này là cây trà phúc kiến. Đẹp không? Đẹp, dáng đẹp, phu thê. Này trà cũng đẹp, cây đẹp. Trà phúc kiến. Chiều cao là 77. Còn cái nơi gọi là cái bùm sùm. Dạ. Chiều dài của tàng là 52. Quanh của hai thân là 40. Quanh một thân đại diện chỗ này là 22. Trà phúc kiến được chào giá là 2.8 triệu. 2.8 triệu. Mang là số 24. Rồi xin mời em ăn mã số 25 là một cây khế. Cái khế anh ơi. Khế chua hay ngọt đây? Khế chua. Khế chua. Khế gân thì trái quả chức của nó ra thì ăn nó cũng hơi chua chua mà hơi rát rát mà. Số 25. Chiều cao là 60. Chiều dài của tàng 58. Quanh ở chỗ cái cổ đế này là 42. Quanh của một thân là 21.
Số mấy đây anh? Số 25. Số 25 cây khế này được chào giá 2,5 triệu. 2,5 triệu cây khế chua số 25. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, số 26 là cây vạn niên tùng, tùng La Hán. Vạn niên tùng. Cái tùng. Vạn niên tùng. Vạn niên tùng. Quá đẹp. Chiều cao là 90. Cao 90. Chiều dài của tàn cũng là 90. Phần ở trên cái chỗ cổ đấy đây là 32. Số 26. 26 cái tùng này được chào giá là 3 triệu. 3 triệu, rồi ok, xin mời em khác. Rồi, số 27 cũng là cái tùng. Số 27 cũng là cái tùng luôn. Cũng là một cái tùng luôn. À, mẹ thấy đẹp lắm, thân lắc lượng đẹp. Rồi, có thông số. Chiều cao 58. Tán động 68. Quanh chỗ cổ đây là 18. Số 27 cái tùng được chào giá. Cái tùng được chào giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi vâng, xin mời em. Xin mời em 28 làm gì đây? Wow. 28 là cái dâu tầm. Dâu tầm. Chế tác theo cái thế là bẻ một con ha. Cái dâu anh ơi. À, dâu tầm. Số 2 mã số 28. Cái cho để luôn xuống đây. Cái dâu. Rồi. Rồi, xin cho thông số luôn. Chiều cao 63. Chiều dài của bên này qua bên này là 80. Bản thân chỗ này là 22. Quần đế là 65. Cái dâu đang rất nhiều trái thôi. Ừ, trái ra bông ra trái đó. Bông trái rất là nhiều ha. Yeah. Em mang mã số 28 là cây dâu, dâu trái, dâu tầm. Được chào giá là... Cái dâu được chào giá là 2,7 triệu. 2,7 triệu. Các bạn lưu ý đây là giá đã có ship. Rồi vâng, em xin mời em số 29. 29 là theo đơn tôi nhận thấy là cây gì cũng là cây ổi găng hả? Cái ổi... ổi sao lì hả? Ổi ổi gì? Ổi... ổi ta đó anh. Ổi ta hả? Ổi ta anh mà ruột đỏ. À ruột đỏ rồi cây... Cái này bữa rồi về là... vẫn còn trái là... em ăn rồi. À ăn rồi phải không? Cho nên mới biết là ruột đỏ. Ừ. Không chừa trên 5 trái. Tết rồi anh năm sợ Covid không đi được cho nên mình em ăn thôi. Để lâu quá nó chín quá. Dạ, bữa nay nó lại đang ra loạt mới đó anh. À, cây... đang ra nụ ra trái loạt mới đó. À, cây số 29 các bạn ơi. Là cây thấy nụ không? Anh thấy nụ tới trái chưa? Thấy chứ, nụ trắng bóc nó bông trắng à. Bông trắng nè. Ôi nụ chứ, thấy chứ. Thấy chứ. Không thấy tao cũng lấy tay tao rờ tao mò chứ đúng không. Cắt cái đi rồi anh. Rồi cây số 29 là cây ổi, ổi ruột đỏ. À báo cáo thông số luôn. Chiều cao 1m07. Thôi thắng dòng chỉnh chừng nữa chứ cao này. Số 29 là cây ổi ruột đỏ rồi ha. Tán đồng là 73. Vật thân như thế này là 14. Rồi, em này được chào giá là... Em mới được chào giá là 3 triệu. 3 triệu. Đang da trái nhiều lắm. Rồi, ok, bông rất là nhiều. Bởi chúng ta. Và cuối cùng là em mang mã số 30 ha. Đây. 30 là em cuối cùng. À. Cuối cùng em 30 là em nào đây? Em hoành tráng này hả? Đây.
tác phẩm Hoành Tráng cũng là cuối cùng trong chương trình báo giáo ngày 4 tháng 3 2021. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số 0915973499. Rồi, em số 30 là cây sam ngọc phải không? Cây sam ngọc anh ơi. Sam ngọc, cây rất là đẹp cây ha. Cây này rất là bề thế giữ này, được đánh mâm rất là đều. Sam ngọc. Số 30 nè, lũa nè, thân lũa nè, bình lũa tự nhiên hết rồi, lũa trắng hiếu rồi. Ok, bạn mình cho báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 80, tán trồng 80, quanh của cả cái bệ này là 93. Xoay chồng á. Sáng ngọc được chào giá là 20 triệu anh. Cây sâm ngọc mang mã số 30 được cái này chào giá 20 triệu. Hả? Có thêm được cái này không? Không, giờ trễ lắm mà, gần 37 phút rồi. À. Thôi đến đây Nông Thu cũng nói là chia tay với các bạn. Thời lượng chương trình có hạn mà cây của ông Bình rất là nhiều, rất là nhiều. Có thể là làm mấy tháng cũng chưa hết đó. Cây. Thôi đến đây Nông Thu xin nói là chia tay. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem clip. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Nông Thu những video mới nhất các bạn ha. Bình ơi, chúng ta có nói là chia tay với cô bác anh chị mình thôi ha. Dạ, cuối clip rồi thì cũng xin kính chào cô bác anh chị. Chúc cô bác anh chị chúng ta một ngày làm việc thật hiệu quả. Chúc cô bác anh chị thật nhiều sức khỏe. Dạ, mọi việc được thành công tốt đẹp. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.